Đây là sau vườn mình một số cây, số hoa nó còn sống sót lại nè các bạn. Đó. Mùa đông ở đây nó khắc nghiệt dữ lắm. Còn các thứ khác thì các bạn nhìn thấy ở đây nó khô hết rồi. Đó. Tất cả chỉ còn một số lê que thôi. Bạn nhìn thấy ở đây là khi mùa đông tới cái trời lạnh này mà cái hoa vạn thọ này vẫn còn sống được nè các bạn. Đây. Nhưng mà nó cũng sắp chết rồi các bạn. Này. Mấy cái nụ của nó bị khô hết rồi. Nó không nở nổi nữa. Cái này là lúc còn nóng nóng nó còn nở được nè các bạn. Nó nở rất đẹp luôn. Nguyên một bụi. Nở gộ luôn á, trước khi lạnh. Giống như cái cây bên đây thì nó khô nè các bạn. Đó. Đấy, nhìn thấy nè, đây mấy con sóc nó bươi hàng nè. Mấy cái cây này nó khô hết rồi. Có một số cây nó vẫn còn trời lạnh mà nó vẫn sống được các bạn. Nhưng mà cái cây này hoa vạn thọ này nó nở rất là đẹp nha. Còn ở bên đây là khô hết rồi. Đó, bạn nhìn thấy cứ mùa đông nó còn lại một số lê que vậy đó. Đó, mấy chú chim bây giờ muốn kiếm ăn cũng khó, ở đằng sau vườn bây giờ không còn cái màu xanh nào hết. Đó, cái khu này các bạn nhìn thấy đó chỉ còn lại những cái vàng thôi. Bạn nhìn đây là cây hoa hồng trước nhà mình nó còn lại một bông mà sắp tiêu tới nơi rồi. Lá nó vàng hết rồi. Hồng gài nó cũng xuống lạnh mà nó không chết, nó rất là mạnh đó các bạn. Cái loại hồng này nó sống qua mùa đông à, khi mùa xuân tới nó mọc trở lại. Bạn nhìn thấy còn có một bông duy nhất, cái cây thì vàng hết rồi nhưng mà lá nó chưa rụng mới hay chứ. Rồi các bạn nhìn ở đây, cái khu mình ở đây cây đó không còn một cái lá luôn nè, thấy chưa? Đây là cái phần cây trước nhà của mình nó vàng hết luôn, chỉ còn cái cây hồng này, cái cội nó vẫn còn sống, vẫn còn nở được bông. Nhưng mà mình cũng nghĩ hay đó, hoa hồng hoa vạn thọ mà nó vẫn còn nở được đó. Rất là hay luôn. Thì hôm nay mình làm cái nhà xe này các bạn. Đó, mùa đông ở Canada là vậy. Bây giờ trời ở ngoài khoảng 0 độ. Các bạn nhìn thấy ở đây nè, nó sắp đóng đá. Lạnh lắm các bạn. Thì nghe dự báo thời tiết nói là chiều tối nay nó sẽ rơi tiếp. Bởi vì mình phải lấy cái miếng vải giống như bên đây nè các bạn, cái nhà xe bên đây. Đây mình làm cái khung sườn thôi. Chút mình mở cái cửa ở dưới cái số son của mình, ở dưới cái tầng hầm của mình lấy cái miếng vải giống như bên đây nè, mình chùm lên đây. Mình gạch nó vô các cái góc hết. Không thôi mùa đông gió nó sẽ bật đó các bạn. Đây là cái miếng vải để mình phủ lên trên nóc này nè các bạn. Bây giờ mình mở nó ra. Nó rất là dài luôn á. Để mình coi cái nào là cái phần trong, cái nào là phần ngoài. Thường cái phần nó có cái chữ này các bạn, chữ cái hiệu của nó thì đưa ra ngoài. Thường thì mình có một mình đưa nó lên rất khó các bạn, nhưng mà phải đưa từ gốc. Đó. Mình phải đưa từng gốc mà mình kéo dài vô trong kia, mình đứng lên trên cầu thang này. Bây giờ mình để nó lên được giống như vậy các bạn. Cái phần này mình phải kéo nó từ đây lên.
có cái cầu thang này mới kéo được nó các bạn. Kéo nó lên trên này. Mình giữ ở đây trước. Mình qua bên kia mình kéo nó lên, cái góc đó lên. Trời nó rất lạnh đó các bạn, nó lạnh buốt tay hết rồi, cái tay đỏ hết. Cái phần này thì mình dùng cây mình đẩy nó vô. Cây này trống rồi mình đẩy nó vô các bạn. Nó dồn vô trong, nó tới cái chỗ mà mình muốn đó. Chỗ này nè, chỗ mà mình muốn đó. Chút nữa mình kéo nó xuống. Trời nó mưa lắc gắt, nó rất là lạnh các bạn. Giờ mình kéo nó xong xuôi hết trơn, bây giờ mình kéo thẳng nó lại. Các góc mà mình dùng dây mình gịch nó các bạn. Bây giờ là cái đầu này nó đúng cái vị trí của mình. Bây giờ tạm thời mình đã đưa nó lên được ở trên này rồi các bạn. Cái đầu này nó đúng cái vị trí của mình này. Mình gịch nó ở đây cho nó ổn định mấy cái góc mặt này trước, còn hồi mình ở trong kia mình chưa xong. Ổn định ở đây rồi mình mới kéo ở trong kia được các bạn. Bây giờ tạm thời mình dùng mấy cái dây này mình gịch cho nó giữ ở đây. Nó giữ mấy cái góc này lại để nó khi mình kéo ở trong kia nó đừng có chạy là được rồi các bạn. Giữ nó lại, không cho nó chạy. Nó như thế là tạm thời tạm ổn các bạn. Giờ trời nó mưa rồi. Đó, bây giờ mình chỉ còn gịch dây nữa thôi các bạn. Các thứ giờ nó ổn rồi, bây giờ mình chỉ còn gịch dây vô nữa là xong. Mỗi một mùa đông, trước khi mùa đông, khi mình làm việc với thời tiết lạnh đó các bạn, lạnh quá nó cống cái tay mình. Thì mình nên vô nhà, nãy giờ mình chạy vô nhà mình sưởi ấm xong rồi bớt rồi mình mới đi ra mình làm lại các bạn. Tại vì bữa nay nó trời nó vừa lạnh mà nó vừa mưa các bạn nhìn đây. Bởi vì khi nó thấm nước vào nó rất là lạnh. Rồi bây giờ là mình tiếp tục mình làm cho nó xong. Ở trên phần trên này là kể như xong rồi. Mình gịch mấy cái dây này lại rồi mình dán mấy cái này lên, mình đóng lên đó. Tại vì mấy cái phía này nó còn những cái lỗ hổng là tiết rơi nó sẽ vô các bạn, mình sẽ đóng lên cho nó dính ở trên này hết. Giống như vậy, mỗi một mùa đông ở Canada là vậy các bạn. Nếu mà mình không làm mấy cái này á, xe mình vô đây, xe của mình ở đây vô đây nó bị đóng tiết, nó bị rơi tiết lên, mình phải cào tiết mà mình vừa phải xúc mấy cái tiết này nữa. Khi mà trời ấm nó tan ra nó chảy vô nhà của mình bắt buộc. Đây cái đường cống này nhiều lúc nó không có rút kịp đó các bạn, bởi bắt buộc mỗi nhà, các bạn thấy ở đây mỗi nhà họ sẽ làm đây dài dài đằng kia các bạn thấy họ làm hết. Nó vừa đỡ xúc tiết mà vừa nó không có nguy hiểm khi mà chảy xuống cái tầng hầm như thế này. Bạn nhìn đây tạm thời những cái góc trước cửa nhà của mình đây, nó vuông góc hết rồi các bạn. Các thứ nó được nằm sát vô vách hết.
Còn mấy cái lùng bùng ở bên đây nè, mình phải lấy gỗ mình chim lại, không thôi tiết nó rơi xuống nó nặng quá, nó bị đùng vô trong cái phía này là mình đậu xe không có được. Giờ nhiều quá nó cũng có thể làm sập cái nhà này xuống luôn các bạn. Tiết nó nặng lắm. Mình phải lấy đồ mình chim mấy cái khoảng trống này. Sau khi mình làm xong nó có cái hình dáng giống như vậy nè các bạn. Rồi cái video này đến đây mình xin tạm ngưng, mình xin hẹn gặp các bạn lại video lần sau.